Kính thưa chư quý vị, tiếp theo băng thứ hai giảng sanh bổn nguyện của tác giả Như Trúc, trân trọng kính mời chư quý vị cùng theo dõi tiếp. Thống nhất niệm gì
làm lành không làm dữ. Đường tắt đến liên hoa, từ nay phải kiên tâm mà hôm sớm hải âm thầm niệm ma di đà phật. Tuy giáo chữ chân nghe thật mà lần tăng khỏi trong ngày khổ lụy, khuyên những người cư sĩ giữ ngũ giới cho tròn. Dầu có phận cũng không ngoài đạo đức, tất cả công là việc khó lắm bằng bể khổ dễ gì đâu. Tuy nhiên dễ khó không do cảnh, do ở tâm người giác càng sâu. Cảnh do tâm mà biến, tâm do cảnh mà sầu. Tâm cảnh đều không cả, biến sầu có do đâu. Thật chân giác ngộ tâm và cảnh, phàm thánh cách nhau một ngoái đầu. Trong quyển Tứ Thánh giảng xưa của ông sư dạy Bán Khoai có giải nghĩa lục từ Di Đà như sau. Di Đà lục từ sáu câu, giải ra sáu nghĩa thứ tâm tu hành. Bấy lâu chẳng biết cho rằng nay thầy chỉ rõ lý chân đặng tường. Di Đà hãy niệm cho thường, đó là sao báo y ráng đêm vào lòng. Tìm ra đặng mà sửa tâm trì tâm nơi mình, nhớ ghi sao chữ cho mình, niệm thì tầm nghĩa đặng mà làm theo. Trước trời sao quỷ đều, sao là trừ khởi tất tình dân dương. Chữ Nam giải nghĩa cho tường, niệm thì hiệu quả tâm vậy mà.
thường thường tánh nóng của ta phải mau dục tắt lần lần bỏ đi. Chữ mô cũng gắng làm đi, tâm không thanh tịnh đừng gây nơi trần gian mà trao thừa. Cần tâm công của Phật có ai là quỷ ma, niệm thì tìm nghĩa cho ra, không ghi không tạo đó là chữ mô. Nam mô Diệt Quả Vô, tâm phàm dứt bỏ theo lòng hoàng thiên. Chữ A phải giữ cho nguyên, khi tình lời thành giữ cho đủ đầy. Nghĩa đừng dâm dục tạo gây, đóng con nhiều vợ hao mòn thân ta. Chữ gì phải giữ có mà, ba báo tình khi giới thần đừng muốn dình ba báo làm sao. Ta bỏ dần ghét quên phải chưa, ân cần tu niệm sớm trưa, chớ ham danh gì giàu nghèo lo. Nếu ai giữ đặng cho ai thì là khói bệnh trường tâm tới già. Lại thêm cái nghĩa chữ đà, tâm lòng sáng suốt phá mê cuộc trần gian mà trao thưởng. Cần tâm phàm rút bỏ độc sâu phải trường, ân cần dội duyên sớm chưa thì là trung nghĩa khỏi trái với lòng. Chưa Phật là tình cái tâm, hãy đem chi nào mà tầm cho ra. Đó là Phật chẳng có tha, tâm cho bình tình cõi tiên đăng về. Niệm thì phải phá tâm mê, tâm đừng dòng quấy dịch lòng từ bi. Niệm thì chẳng luôn nghèo giàu, không tốn tiền bạc mà sao thăm nhà. Niệm Phật chẳng tốn tiền ngàn,
thì sao mới đặt tòa vàng an thân. Niệm Phật sớm tối cần ngày đêm xin niệm khỏi trong luân hồi. Niệm Phật muôn kiếp đều thôi, chớ ham sự thấy cực lòng khổ thân. Niệm Phật gặp hồi long dân trang mà xin niệm có ngày siêu thanh. Niệm Phật đừng có đua tranh theo đời dân vật hao mòn thân. Niệm Phật khỏi ơi đọa yêu ma, khuyên trần sáng niệm nơi tâm cho thường. Niệm Phật khỏi đọa dân dương, thường thường xét lỗi của ta hằng ngày. Niệm Phật nợ thấy đừng dây, nợ trần sáng trả của ngài thăm thôi. Trả rồi sao đặng vui chơi, hiệp cùng tim Phật tớ thầy âu. Ráng mà niệm Phật cho qua, giải cầu Bồ Tát độ mà trần gian. Nguyện cùng tất cả bốn phương dẹp mọi súng ông cho an dân lành. Phần 5. Niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Kinh dạy rằng, một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp. Chỉ một câu niệm Phật sao lại có diệu dụng vô biên như thế? Khi đã tâm thành và khẩn thiết niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức đã lóng lặng dục tâm, ngưng lòng vọng tưởng, tức tâm thức được hiện bày, đó là luồng ánh sáng cực mạnh của trí tuệ phát khai, xóa tan đi bóng tối hay sự mê mờ che lấp trí tuệ chúng sanh từ muôn đời ngàn kiếp, bỗng nhiên tan biến, nghĩa là những lỗi lầm, nghiệp tội do sự tâm tối mịt mờ hay vô minh gây tạo, sẽ được soi sáng và thấy rõ từ trong tâm thức, nên được xóa tan và không còn tồn tại nữa. Vì vọng tâm và duyên nghiệp không thực thể, chỉ do duyên hợp tạo thành. Như vậy trong tiếng niệm Phật phải có tấm lòng hối quá, sự ăn năn sám hối, lòng nguyện cải sửa lại tâm tánh và quyết không còn tái phạm. Lòng sám hối dũng mãnh như một nguồn tâm lực có thể xóa tan đi những ấn tượng, nghiệp hoặc chất chứa trong tâm cảm. Phải gội rửa mọi sự sai lầm và chỉnh đốn lại thân tâm, nhờ ở sự khai mở trí huệ mới xóa tan đi mọi sự sai lầm hay tội lỗi trong tương lai hoặc đời quá khứ.
Còn nếu niệm Phật mà tâm vẫn quay cuồng trong nghiệp thức cũ, vọng tưởng tạp loạn tới tấp, đây là do phát tâm không chân thiết, niệm lực không quả quyết, nên không dứt trừ được nghiệp chướng, hay không cảm ứng để tiếp xúc được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà phát xuất. Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy: niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng, đường thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bồn đạo ráng mà trì chi. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thân niệm Phật tai ương chẳng còn. Chữ lục từ trì tâm bất diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như Đà lục tự giác ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian gian. Lúc tam tạng Tây Phương quyết đáo, bị loài yêu làm bảo phen, đức từ bi phải lộ chấm đen, lỗi âm từ quyết đi đến chỗ. Đi dọc đường yêu tinh làm hồn, thấy đường tăng con thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới xa tăng, giới đại thanh tề thiên cứu vớt. Lòng sáu chữ nhớ không có hết, thì nạn tai cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lanh nơi dòng sanh chung. Ai mê tâm nghe qua không phùng, giảng tuy thầm đặng mở tâm linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục từ nhà nhà bình an.
thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quay linh Đức Phật Đà. Sớm tối đi nằm mỹ chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Cầu cho già trẻ gái trai dù nhau niệm Phật liên đài nhắc lớn. Trong quyển Đường Giải Thoát, ngài Thanh Sĩ có viết: trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng hối cải ăn năn. Tội kia liền được tiêu tan như là rừng cuối lửa thăng châm vào. Viết thành đạt mau dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết tu trì cũng nên. Niệm Phật tức được siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Chỉ cũng được thỏa nguyện là nhờ tự trì không biên trong lòng. Ngàn muôn sự vật chẳng ngoài tâm, phủ mặt vô minh khó nổi tâm. Biết cách khai đường về tình đồ, tầm phương giác nẻo đến lối âm. Tu thân giữ được điều nghiêm chỉnh, sửa tánh nhìn cho nên tinh chậm. Nói làm không chờ cháu, như vậy nếu được quả đau thâm. Lòng nhớ niệm A Di Đà Phật sẽ được qua khổ tai nạn. Ngài lâm chung có Phật bước sang, rước về cõi Tây Phương tịnh độ. Muốn cho sám chúng về tu, lấy niệm Di Đà nhủ đức tin. Nhờ đó ngày đêm không rối làm, sao rồi cũng được quả siêu sanh. Siêu sanh về cõi Phật Di Đà, khỏi phải khấm ăn, khỏi tạo nhà, cũng khỏi bận lòng mãi dưới mặt
mọi điều do Phật hóa mà ra. Tình hồn niệm Phật A Di sớm an tâm trì, muộn thì khỏe thân. Khỏi con bận ngỡ lần khấn, không còn dương mắt trong trần mê ly. Đại sư Khám Sơn có nói: cõi này vốn là nơi giả tạm, mang lấy quyển thân thì làm sao thoát khỏi vô thường. Thành tâm khuyên thỉnh mọi người không nên tham cầu thần thông, chỉ cần thành tâm niệm Phật, nguyện sanh tịnh độ, thì nghiệp chướng ắt được tiêu trừ, lâm chung được Phật, Bồ Tát tiếp dẫn, vĩnh viễn thoát khỏi vô thường, và chứng được niềm vui của chân thường trong tấm lòng đại giác đại bi. Sức của nghiệp rất lớn, hết thảy chúng sanh đều do nghiệp lực chuyển, chỉ có niệm Phật mới phá tan và tiêu trừ được nghiệp quả. Con chim sáo do nghiệp lực tạo thành hình, mà biết niệm Phật cũng được giảng sanh. Xưa kia có một người nuôi con sáo biết nói tiếng người. Một hôm vị tăng đến khất thực, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con sáo liền nói theo Nam Mô A Di Đà Phật. Vị tăng niệm lại một lần nữa, con sáo cũng niệm tiếp theo. Qua những ngày sau, con sáo thường hay lặp lại câu niệm Phật. Người chủ thấy vậy liền biếu con sáo cho chùa. Vị tăng thấy thế liền khai thị hai môn công phu hữu niệm và vô niệm Phật. Linh căn của con sáo như có phần lãnh hội. Một ngày vị tăng thấy con sáo sắp chết, bèn trợ niệm cho nó. Sau khi chết, vị tăng cũng chôn cất đàng hoàng. Vài hôm sau, trên mộ bỗng mọc lên một hoa sen. Vị tăng lập tức quật mộ lên để biết xem hoa sen mọc lên từ chỗ nào. Thì ra hoa sen mọc ở đầu lưỡi sáo. Phần 7. Niệm Phật cần nên có tâm nguyện vãng sanh. Tâm lực có sức mạnh hướng dẫn linh hồn, còn niệm Phật có năng lực thắng lại các nghiệp lực. Tác động tâm linh hiện tại là nhân của việc vui khổ trong đời. Tâm linh tuy vô hình nhưng suốt thông và luân chuyển được trong cả mười phương thế giới. Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula, ở người và loài vật vẫn có, ở Phật và chúng sanh vẫn đồng, vốn là sáng suốt, tinh anh. Tâm là chủ thể của linh tri, niệm là dụng, hay là sự hoạt động của linh tri. Người tu học Phật Pháp đều cần thiết là phải nhận biết được những sanh khởi của linh tri, tức là những sanh khởi của tâm mình. Khởi tâm ưa thích vui buồn thương ghét đều là vọng tưởng, là gốc sanh tử chuốc lấy khổ đau. Đem tâm vọng tưởng diệt đời đổi thành niệm tưởng nghĩ nhớ Đức Phật và thành tâm niệm Phật, thì mỗi niệm trở thành nhân vãng sanh tịnh độ, quả báo an lành yên vui bất tận. Triệt Ngộ đại sư có nói: phàm phu hầu hết đều có niệm, tâm thể không có niệm, chỉ có Phật là người duy nhất chứng được.
từ hàng đẳng giác trở xuống đều có niệm. Phàm phu chúng ta khi khởi một niệm đều nằm trong phạm vi của tâm vọng khởi, không có niệm nào thoát khỏi phạm vi thập giới. Mỗi một niệm khởi làm nhân duyên cho việc thọ sinh. Thế gian là cõi sống tạm và rất ngắn ngủi, giống như căn nhà lửa. Ngọn lửa đang âm thầm đốt cháy nội tạng của mọi sanh linh, thêm vào lý vô thường xảy ra trong nháy mắt. Thân thể con người không cách nào hay làm sao bảo đảm còn mãi, lâu dài với thời gian được, mà phải rã tan và hư hoại. Cho nên thế gian này không phải là chỗ ổn yên ở lại lâu dài mãi được, mà sớm muộn gì cũng phải ra đi, theo định luật thành trụ hoại diệt. Tâm nguyện cầu sanh Tây Phương theo Thiên Thai Trí Giả Đại Sư gồm hai điều là Yểm Ly Quế Độ và Hân Cầu Tịnh Độ hay là Hân Nguyện. Tâm Yểm Ly Quế Độ là tâm chán bỏ cõi ta bà. Hành giả phải luôn quán niệm sắc thân này vốn là hư vọng, chỉ là tổ hợp của năm uẩn chứa đựng khổ đau và bất tịnh. Phiền não cuộc đời luôn cấu xé tâm can như những mũi tên độc đâm vào da thịt. Nhờ thường xuyên quán sát như thế, hành giả sẽ sanh tâm nhàm chán đối với thân xác và mọi thú vui dục lạc ở đời, sẽ không sanh tâm đắm nhiễm. Tâm chán bỏ thế giới ta bà càng lớn thì chí nguyện cầu vãng sanh càng mạnh. Hân cầu tịnh độ là cầu nguyện cho được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật trong lòng luôn có một ước nguyện duy nhất là mong cầu sớm thoát khỏi ta bà là cảnh sống lao tù hiện tại, và nguyện thác sanh về Cực Lạc. Tâm tha thiết cầu sanh đó chẳng khác nào như kẻ tha phương trong ngóng cố hương. Người xa cha mẹ mong ngày đoàn tụ, như trong Di Đà Sớ Sao có dạy. Trong về Cực Lạc như nhớ cố hương, ngưỡng mến đức tôn sư như cha mẹ. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết thời kỳ này là cơ hội ngàn muôn năm mới có một lần, được chư Phật cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương quấy rối. Đức Quỳnh Giáo Chủ là một trong các vị cứu đời ấy. Thật phước báo thai khi được biết có chư Phật cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, cứu vớt chúng sanh bằng cách giải mê khai ngộ, giảng giải đường hướng và cách thức tu hành thực tế, dễ áp dụng và hữu hiệu ngay trong đời sống, để trao tâm sửa tánh, rất phù hợp với căn cơ và cảnh sống của người muôn hạ, hầu có cơ hội được sống còn và tham dự ngày đổi mới thế gian. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội còn mắt mèo dài khôn luân hồi, thấy
đời khó nổi yên ngồi. Thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam mê muốn rõ âm hao, ráng chào đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ôi cả chẳng tu thân đặng vừa Phật đài, cho thông thả hương mùi sen bao. Thần thức nhập thai sen tinh hào, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thế tâm tình thường không quyên nao, hết lo toàn nắng lạnh gió mưa. Khổ bình kia bởi đó mà chưa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng ở tỏ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám bắt cứ hồn, thoát luôn chuyện khỏi đeo khổ tử. Cuộc thực muốn chi đổ thứ không nhọc nhằn, lo việc sanh nhai chỉ yên nhàn. Nhìn cánh nước Phật đài khỏi quá khổ cầu bất đắc. Cõi tình độ lắm điều thắm nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng mau thức tình tu thân kéo chê đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quá lạnh đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân
quả đến e cho khó tranh. Môn tình độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo khổ Phật thương. Lòng từ bi chẳng hoàng nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Nguyện đêm công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc cả dòng dòng, giải thoát từ luân trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thăm, độ trong sanh chúng lầm hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật chẳng luyến trần áo anh nữ ngạc lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Trong nguyện đến Liên Hoa, ngài Thanh Sĩ có viết: một niệm Phật muôn ngàn duyên đạo, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chính pháp giáng thường niệm Phật, nghi giáng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật đồ, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cùng thời niệm Phật nghe kẻ thắng người trầm. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Đức tiếp dân kỳ này cùng tới trước hiện nhân thế giới tai bàn, đem về cực lạc Di Đà dứt đường sanh tử lắm đi xa hồng trần. Ba bánh nhớ tu thân lập thành nữ nam cần cái chánh trừ ta, lọc lừa trần ấy nổi ra có thần che chở cho qua tai nạn. Kinh kệ thấy lòng mình muốn
độc đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi sẽ là khó kiếm việc hồi thiền tâm. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, giới tranh tuy là việc khó nhìn, đó là phương pháp giảng sanh nên gìn giữ trọn chớ quên ngày nào. Trái giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ mình. Chừng nào còn giác toàn minh, tự nhiên trái giới trong mình có luôn. Tất cả những hành vi đạo đức từ đáy lòng thành thật làm ra, dù nơi không có người ta cũng không để thối giải tà phát sanh. Lành mạnh cũng như khi bình hoàng, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được nghe xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tinh giữ được lòng bình tĩnh như trên, coi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được tối nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đóng những kẻ lâm chung thường hai mê sảng trong lòng, ít ai tỉnh đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bỏ, vừa tiếc thương vừa xa quán lớn, càng thêm buồn cây quan khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian. Lo giải thoát cho máu kẹo chày chậm ngày nào, ngày giờ qua nó mất đi, tôi không chờ đợi chơi gì quên tâm. Đò một kiếp này phải mau tu để thoát thân, nghiệp lành bỏ mất, nghiệp trần khó ra. Chịu mãi kiếp sanh già bệnh chết,
trùng điệp nói nhau, không lo giải bố chi chừng nào mới lo. Love.
Phật sẽ từ ta có liền. Chúng sanh muốn gặp liên qua hội, phải tự tâm phát khởi Phật đàn. Người ta siêu tâm người ta, tức trong tư thánh hoặc là trên thân. Muốn khỏi kiếp hồng trần dính diễn, thì lòng đừng lưu liên thế gian. Làm nhân làm phước muôn vàng, cũng đừng mong hưởng tại đàn trần ai. Một mực nhắm như lai tiếng tối, cắt đứt bao nhiêu sợi quang trần. Tu cho khỏi chở phàm thân, chở mong tu trần về sao. Phước trần chỉ sang vào danh dòng, nhưng cùng như giấc chỉ mộng không hơn. Một khi thần chết đến gần, vào sang danh dòng cùng quăng lại đời. Phước một lúc tội lôi muôn thuở, đó thường là phước ở thế gian. Vì khi hưởng phước giàu sang, bị giàu đều có cặp mắt thần mới
trời sắp giao. Người dù lấy núi trần ngang, mắt thần thì cũng thấy rõ ràng như không. Làm ra hoặc tin trong lòng, việc nào cũng có thánh thần xét soi. Trước khi làm hãy nghĩ coi, tội hay là phước để rồi làm lời ra khó hốt lấy nào phạm rồi muốn gỡ giấy dầu gì ư hư rồi dễ bị thêm lỗi rồi dễ khiến cho người lỗi gồm có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời thô ác, nói lưỡi đôi diều, tham lam, sân hận, si mê. Ngược lại là thập thiền. Biết được như vậy rồi,
trong đời sống thường ngày chúng ta phải luôn xem xét, kiểm điểm tâm chúng ta rơi vào cảnh giới nào. Có như vậy, mọi người mới không để cho tâm khởi lên những niệm ác, gây hại cho người và mình. Nếu ta để cho tâm suy nghĩ thường xuyên các niệm xấu, chắc chắn hiện tiền cũng như trong tương lai khó mà tránh được những nghiệp xấu. Một sát na chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tham Quyền Ký, quyển thứ 3 có nói, trong một nháy mắt có đến 60 sát na. Như vậy, trong một nháy mắt thôi, tâm của chúng ta đã có thể khởi ra 60 niệm. Kinh Đại Bát Nhã có chép, người sống trên thế gian này trong một ngày một đêm đã có thể khởi lên 84.000 niệm. Điều đó cho thấy vọng niệm trong tâm chúng ta khởi lên liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy, không cho niệm khởi là điều rất khó đạt được, nên phương pháp đối trị vọng niệm không gì hữu hiệu hơn là dùng chánh niệm để đối trị lại vọng niệm. Niệm Phật là phương pháp giúp chúng ta giữ được chánh niệm có nhiều kết quả hơn hết. Trong quyển Đại Thừa Luận có viết, nhớ Phật, niệm Phật là con đường tắt đạt đạo nhanh nhất. Đại sư Ấn Quang cũng có nói trong quyển Văn Sao Tịnh Đồ, pháp niệm Phật là bối trần hợp giác, là diệu pháp đệ nhất, phản bản quy nguyên. Người niệm Phật đến phút lâm chung, nếu tâm giữ được chánh niệm phân minh thì quyết định được vãng sanh không nghi ngại. Chánh niệm ở đây tức là chỉ cho tâm nhớ Phật, niệm Phật. Tâm không rời danh hiệu thì tâm không có một mãi mai niệm tham ái, hai sân hận. Khi lâm chung, chánh niệm phân minh trong khoảng sát na được Phật tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Người muốn được như vậy không gì khác hơn là trong đời sống hàng ngày phải giữ cho tâm chánh niệm, niệm Phật tạo thành thói quen, không được lơ là, chểnh mạng. Phần 6. Niệm Phật dự bị lúc lâm chung. Trong quyển Niệm Phật Tông Yếu, Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói, để đời này thoát khỏi sanh tử, không gì hơn vãng sanh tịnh độ. Để được vãng sanh tịnh độ, không gì hơn niệm Phật. Tu niệm Phật để cầu vãng sanh tịnh độ thì tương ưng với tâm của Đức Thích Ca và Đức A Di Đà. Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện. Đức Di Đà khuyên niệm Phật thì nhất định lai nghinh. Đức Thích Ca khuyên niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Niệm Phật là bổn nguyện của Đức A Di Đà, nên mười phương hằng sa chư Phật đều chứng thành. Bởi thế nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm và quyết định được vãng sanh. Trụ vào cái tâm tha lực, tức là nguyện lực của Đức Di Đà mà niệm Phật, thì chỉ trong khoảnh khắc đã được dự vào sự lai nghinh của Đức Phật A Di Đà. Với tâm chí thành thì đây chính là Phật lực đưa chúng sanh thoát qua biển sanh tử. Thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tâm tán loạn tự yên, tam nghiệp tức là thân khẩu ý tự điều phục, nguyện tâm tự phát. Danh lợi là sợi dây trói của tử sanh, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng danh là đôi cánh của vãng sanh để lên chính phẩm liên đài. Như nhận một món quà từ người khác, đã nhận được và chưa nhận được, bên nào tốt hơn? Nên Thiền Sư Nguyên Không nói, nên niệm Phật với tâm niệm nhận được.
Nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay kẻ mù mắt đều có thể đến bờ bên kia. Trong kinh có dạy, vạn vật do tâm tạo. Như vậy tâm là nguồn gốc của vạn pháp. Bản tâm của chúng sanh cùng với bản tâm của chư Phật vốn đồng một thể, rất thanh tịnh và từ bi. Nhưng chúng sanh vì hiện tiền bị nghiệp thức làm chướng ngại, nên sự hiểu biết có mê lầm, bị đóng khung trong phạm vi hạn hẹp. Chư Phật và Đức Thế Tôn là những người đã đạt được sự hiểu biết cùng khắp, không thể đo lường. Kinh Pháp Hoa quyển thứ 3 Phẩm Dược Thảo Dụ nói: chư Phật là người biết đạo, khai đạo và dạy đạo. Mục đích Đức Phật xuất hiện ở đời là vì muốn rộng độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh chỉ cần thực hành lời Phật dạy, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và tương lai nhất định được thấy Phật. Đó chính là trở lại với bản tâm thanh tịnh hay tự tánh Di Đà sẵn có trong tâm mình. Tổ thứ 12 Liên Tông Triệt Ngộ Đại Sư có nói: tâm làm Phật thì tâm là Phật. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói: quả báo vui khổ đều do tâm tạo ra. Tâm nóng giận tà dâm là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam bỏng sản là nghiệp ngạ quỷ. Tâm mê si hung ám là nghiệp súc sanh. Tâm ngã mạn cống cao là nghiệp Atula. Giữ tròn năm giới là nghiệp người. Tu tịnh mười điều lành là nghiệp trời. Nghe pháp thấy rõ chân tánh, tự giác ngộ chứng quả thinh văn. Từ nhân duyên mà tự giác ngộ lý chân là duyên giác. Tu hành lục độ là quả Bồ Tát. Lòng chân từ bình đẳng là quả Phật. Nếu tâm trong sạch thì quá sanh về tịnh độ, ở nơi bảo cát hương đài. Tâm dơ nhiễm thì gửi chất nơi quế ban, ở cõi núi gò hầm hố. Bản tánh Di Đà là sự trong sáng, vô nhiễm và thanh tịnh của tự tâm. Theo như Ngài Thanh Sĩ cho biết, người muốn trở lại với chân tâm thì hiện tại phải biết cách canh chừng phàm tâm và tập tánh, đừng để nó điều khiển tư tưởng và hành động trong sự mê lầm, hoàn toàn vô ý thức hoặc do vọng niệm. Tình trạng đó được bày tỏ như sau. Đồng đạo lấy danh
điều nào trái ngược Phật giáo thì nên cương quyết lánh xa chớ gần. Là buồn lúc nào cũng bị rơi.
dối cuồng trong tâm. Cái tâm ấy đã lầm muôn thuở, quen đường trần bỡ ngỡ đường tiên. Nếu người thiếu sức nhận kiến, cảnh nào cũng có thể nghiêng được lòng. Tâm nếu mãi đèo bồng sự thế, muôn dây hoàng trói kẻ con người, chim lòng cá chậu thế thôi, có bao giờ được về ngồi liên hoa. Sự đời xét kỹ ra tất, biết bận tâm nhiều thì việc khổ nhiều. Khổ cho người xuống là siêu, khổ cho mình xuống là chiêu bất lành. Đường về Phật lời danh chẳng buộc, chốn liên hoa chỉ rước từ tâm. Hỡi ai đường Phật muốn như tầm, liên hoa muốn như đến phải tâm cho từ. Một đích việc sớm hôm, niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tàn. Chỉ còn một niệm Di Đà, để nhờ Phật trước sáng qua liên đàn. Có thật cảm Phật Ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Vì người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi, Phật Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng mơ sanh muốn Phật dớt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành, cũng là được Phật thân hành đến nơi. Quán chân niệm một lời chi trang, nhưng thường hay có già tư bi, chẳng ai chẳng nghiêm vật gì
cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tới đó cầu thêm Phật độ như nước vui, lại gió thuận chiều đường về trong biết bao nhiêu, được hai sức độ mau siêu phàm trần. Tuy có được tinh thần bác ấy, cùng nhớ nên tưởng giai Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua, trước về cực lạc nội tòa Kim Liên. Coi ấy chẳng nào phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hoa thành. Coi ấy vốn trọn lành trọn tốt, coi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dùng thần thông quá hiện ra muôn hình. Người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tay đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường chưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thành lời như đồng giai Bồ Tát, không người nào sai lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc là đầu nhập môn.